Hello, hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà cái chậu xi măng hình lục giác tự đổ tại nhà. Đây là đổ theo khuôn nha cả nhà. Thì sau đây là em xin mời cả nhà cùng xem em quá trình em đổ cái chậu xi măng hình lục giác tại nhà như thế nào nhé. Mời cả nhà cùng xem ạ. Rồi khi mình đổ xi măng mới vào, tiếp tục đổ cái chậu mới, ảnh sẽ không có bị xi măng không có bị lẫn với mấy cái xi măng đóng dính này nè. Ảnh sẽ không có làm cho cái chậu mình nó láng. Ảnh vệ sinh sạch để đổ cái chậu mới tiếp theo ảnh láng. Vệ sinh đó thì cả nhà cần phải dùng một là nùi dẻ, hai là cọ, ba là chải như thế này. Mà tốt nhất đó là mình sử dụng bàn chải, tại vì cái bàn chải là cái những cái răng cưa của ảnh cứng á, thì ảnh chà ra. Còn cọ thì ảnh mềm quá, tức là ảnh nhỏ nữa. Và nùi dẻ thì ảnh không có vô tới được mấy cái kẽ. Bàn chải thì ảnh cứng, ảnh vô tới được mấy cái kẻ á. Bởi vì cũng có nhiều vật dụng để mình vệ sinh, nhưng mà mình sử dụng 2-3 cái rồi thì mình rút ra kinh nghiệm á, để mình cùng chia sẻ đến cả nhà. Thôi cả nhà dùng bàn chải đánh răng cũng được nha cả nhà. Bàn chải đánh răng thì ảnh cái diện tích tiếp xúc của ảnh bị nhỏ. Mình sử dụng bàn chải chà chân này là từng cái lát á, từng cái cạnh của lục giác á cả nhà. Đây, từng cái cạnh. Cái này là cái khung cái bề ở ngoài, còn cái này là cái lồng chảo ở trong. Cái lồng chậu chứ. Bây giờ là được cái này nữa là được 4 miếng rồi. Lục giác rồi là được 4 cạnh rồi đó. Hai cạnh bên đó nữa. Còn cái này là cái đít nè cả nhà. Cái đít là mình bỏ cái lồng này. Dự định sắp tới là mình sẽ mua chậu cái khuôn chậu tròn nữa cả nhà. Chậu tròn ảnh đẹp lắm, mà chậu tròn nó đẹp thì nó sẽ mắc hơn chậu hình lục giác này, tại vì tròn thì người ta phải bo được cho nó tròn nên nó khó hơn. Mình sẽ sưu tầm đủ các khuôn để mình đổ nhiều chậu hình dáng, nhiều hình dáng phong phú đẹp để chia sẻ đến cả nhà. Rồi mình sẽ để cây bông sen vào những cái cây mà có dáng bonsai, các thế, các dáng á, đủ dáng thì sẽ tương ứng với từng cái dáng chậu thích hợp. Đây là nhớt nha cả nhà, đổ nhớt để cho nó khi mình dặn vào á, mình cho nó chậu ảnh sẽ láng. Tới cái bước là mình thay nhớt vào chậu. Nhà tới cái bước thao này là mình dùng cọ nha cả nhà, tại vì cọ ảnh sẽ mềm,
quét tới cho mấy cái kẽ, mấy cái nắp, mấy cái dách, mấy cái khe. Tha cho đều tay để khi mà xi măng ảnh lọt vào mấy cái khe đó đó anh sẽ không có bị dính nữa, mình tháo ra anh sẽ bóng láng cho mấy cái đường, mấy cái kẽ với mấy cái cạnh mà vuông góc á, anh sẽ bén, sắc bén không có bị sần sùi. Nghề là dạy nghề nha cả nhà, chứ thời buổi 4.0 này rồi, chứ mình đâu có thời gian mà để đi học trường lớp. Nghề dạy nghề, mình có đam mê á, cái mình tìm hiểu lên mạng coi rồi mình học từ từ. Nghề dạy nghề cái đầu tiên là không được đẹp mấy, và từ từ cái sau cái tiến bộ hơn, cái dạy cái sau cái ảnh mới đẹp, chứ đâu phải mới làm là đẹp liền đâu cả nhà ơi. Cái này là ảnh có hai hình, hình bông sen với hình cây tùng. Cái này là bông sen, cái này là cây tùng, bông sen này chứ, bông sen đó. Cái này cây tùng, nhìn ra cây tùng không? Nãy giờ cái khâu vệ sinh khuôn thôi là mình mất là 6 phút mấy, 7 phút rồi đó cả nhà. Là cái công đoạn đổ là tầm vệ sinh cũng cỡ 10 phút, rồi mình đổ cũng cỡ 20 phút. Rồi xong mình đợi là từ 2 cho đến 3 tiếng mình mới tháo cái lòng chảo. Khoảng 12 tiếng hoặc 20 tiếng là mình sẽ tháo hoàn tất được cái chậu. Bây giờ là tới cái bước mình rác vào nha cả nhà. Thank you.
lắp cho đều cái lồng như cả nhà để cho ảnh không có dính xi măng. Lúc mình gỡ ra cho nó bóng á. Vậy là tới công đoạn là gáp cái chậu vào, là gắn từng cái chốt vào. Xong cái công đoạn này là sẽ đến đổ xi măng, đổ hồ vào cái khuôn. Thì em mời cả nhà cùng xem tập tiếp theo.